Em ca nào, hành trình đi tìm anh Bin nào, anh Bin với bà nội nào. Rồi phát hiện ra manh mối gì không? Ha? À có manh mối đây này. Vết nước là vết gì đây? Vết này vết gì? Vết chân ai? Vết chân ai? À đây, em ca bảo phát hiện ra vết chân của bà. Rồi cứ đi theo vết chân bà. Ừ, rất là nhiều luôn. Rồi. Rồi bây giờ cứ đi theo vết chân này để tìm xem có bà với anh Bin không nhá. Rồi. Đúng rồi. Vết chân của ai? Vết chân ai? Đây là cái gì đây? Manh mối. Cái quả gì rụng ấy? Yêu. Không phải manh mối, không phải manh mối. Đi tìm manh mối nào. À phía trước có manh mối mọi người ơi. À, quá nhiều mẻ. Vết chân của ai? Vết chân bà. Ừ, đó, vết chân bà đấy hả? Rồi, rồi em đứng dậy đi tìm tiếp nào. Trên có manh mối nào. Đây, đây là cái gì đây? Một chiếc lá rụng và có một vết chân ở đây. Vết chân siêu to khổng lồ của ai? Vết chân zombie. Vết chân zombie. Có lẽ nào lại bà lại gặp zombie ở đây? Xong bà đánh nhau với zombie. Cái gì ấy? Một cái nắp chai, nắp nhựa, nắp cốc. Nắp cốc. Của ai vứt ra đây? Của ai vứt? À. Nè. Đây là cái gì? Một vết vết chân. Nè. À, quá nhiều vết chân đúng không? Nè. Rồi em đi tiếp, em đi tìm nào. Bà đi ngủ rồi. Bà đi ngủ rồi à? Con này có không? Con gì ấy? Có một con gì ở đây? Con gì đây em? Con dế. Con dế à? Đúng rồi. Được rồi kệ nó. Đi tiếp. Con dế. Đi tiếp tìm nào. Vào đây tìm á. Bà có trong này không? Bà có trong này không? Thôi bà không có trong này đâu. Đi ra đây tìm đi. Đi đường thẳng ai tìm thế nào. Đi. Rồi, đi tiếp. Đi tiếp tìm nào. Cái gì ấy? Cái gì? Vết chân hả? À, không phải. Không phải à? Con chóc. Mới. Ừ. Tiếp tục. Tiếp tục đi tìm. Cái gì đây? Em ca phát hiện ra manh mối gì đây? Cái thân xác của tường không có manh mối gì cả. Tiếp tục đi tìm manh mối nào. Không có manh mối gì không? Có manh mối gì của anh Vin không? Mẹ em bé. Bé nhá. Rồi không đi nữa hả? Bé nhá.